Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đang làm ăn như thế nào. Nhìn trong 4 năm từ năm 2018 đến năm 2021 có thể thấy là doanh thu của họ đi ngang, lợi nhuận sau thuế của họ thì cũng khá trôi sụt và năm 2021 thậm chí âm 2.500 tỷ. Thì năm lợi nhuận cao nhất là 2019 thì cái tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu hàng trăm ngàn tỷ này thì nó cũng chỉ khoảng hơn 7%, tương ứng với lợi suất ngân hàng. Còn đặc biệt năm 2021 thì quá kém, tức là lợi nhuận thì âm tới 2.500 tỷ, trong khi vốn chủ sở hữu lên đến 160.000 tỷ. Thì điều này cho thấy là cái hiệu quả là đang cũng gọi là giảm. Thì nguyên nhân chủ yếu do là đầu tư mở rộng rất mạnh cái nhà máy VinFast, và trong khi VinFast thì đang lỗ rất lớn. Và chúng ta sẽ cùng đi tìm chi tiết hơn về cái kết quả kinh doanh của 9 tháng đầu năm 2022 thì lợi nhuận khoảng độ 6.500 tỷ, trong khi trên vốn chủ sở hữu nó khoảng độ 159 tỷ cuối năm 2021, thì cái tỷ suất sinh lời nó cũng chỉ đạt khoảng 7-8% thôi, không cao. Và chúng ta hãy cùng đi chi tiết hơn. Vậy thì cái sức khỏe tài chính của cái công ty này có tốt hay không? Thì đó là chúng ta phải xem nợ vay. Thì nợ vay ngắn hạn là 63.000 tỷ, nợ vay dài hạn là 110.000 tỷ. Như vậy tổng nợ vay là khoảng độ 172.500 tỷ, trên vốn chủ sở hữu là 137.000 tỷ. Như vậy tỷ lệ nợ vay trên vốn chủ sở hữu bằng khoảng 1,3 lần. Thì ở mức này là một mức tương đối cao. Tương đối cao, và chúng ta có thể thấy nợ vay nó tăng rất mạnh đây. Nếu như cuối 2021 ngắn hạn có 20.000 tỷ thì 9 tháng đầu năm 2022 đã lên 63.000 tỷ, đúng không ạ? Dài hạn thì từ 102.000 tỷ tăng lên 110.000 tỷ, đúng không ạ? Và nó vay nợ nhiều như thế để làm gì? Thì nhìn vào tài sản có thể thấy rằng là công ty này đang mở rộng rất mạnh thông qua cái khoản tài sản dở dang dài hạn 105.000 tỷ này, thì chủ yếu là đầu tư cái nhà máy VinFast ở Việt Nam cũng như ở Mỹ và một số nơi nữa. Điều đó khiến cho cái chi phí của họ tăng lên này, cái vốn cần đầu tư tăng lên này. Thì với việc là nợ khoảng 172.500 tỷ thì khi lãi suất tăng lên trong cái năm 2022 cũng như 2023 thì cái áp lực tài chính của tập đoàn Vingroup sẽ khá là khủng khiếp. Quý vị hãy thử tưởng tượng như này, nếu như lãi suất vay khoảng độ 12-14% một năm thì một năm tập đoàn này có thể phải trả lãi vay khoảng độ hơn 20.000 tỷ. Ngoài ra còn chưa tính nếu mà họ có áp lực trả gốc, đúng không ạ? Thì đứng trên góc độ nhà đầu tư cá nhân thì chúng tôi khuyên là nên thận trọng để đầu tư cổ phiếu Vingroup. Tuy nhiên đứng trên góc độ các nhà đầu tư tổ chức hay những người mà họ có những cái câu chuyện riêng thì đó là tùy vào những cái đánh giá của họ để đưa ra các cái quyết định đối với cái cổ phiếu của chủ tịch Phạm Nhật Vượng này.